Vâng, xin chào mừng quý vị và các bạn tiếp tục trở lại kênh Cao Trung Audio Bắc Giang. Với video tiếp theo thì em lại giới thiệu với toàn thể các bác bên em mới khui thùng những sản phẩm của hàng Martin. Với hàng này là hàng xịn đỉnh cao của hãng Martin nhé. Hàng này là hàng mới nguyên thùng. Với sản phẩm Martin, công suất của nó là lên đến 1.800W và chạy 4 kênh. Với dòng này thì các bác dùng vào những cái dòng loa khủng nhất, cứng đầu nhất thì đều chịu được. Với sản phẩm nội tạng của dòng đẩy 4 kênh của hãng Martin này thì nó chạy sò là sò của hãng Sanken nhé. Đây ạ, một chiếc em đã tháo ra để tìm hiểu rõ về thông số kỹ thuật của loại sò. Với dòng sò này thì nó chịu điện áp rất cao. Nó chạy chịu điện áp lên đến 250V và dòng của nó là lên đến 15A. Bình thường sò Toshiba thì nó chỉ lên đến khoảng 12A thôi, nhưng mà sò này nó chịu điện áp rất lớn và dòng ăn rất khỏe luôn. Nên là các bác dùng vào những cục súp hay những dòng loa công suất lớn nó đều chịu được hết. Và với phần biến áp nguồn của dòng đẩy này thì nó là kinh khủng luôn. Nó là dày nhá, biến áp to và lại chiều cao nó rất cao nhá, cao bằng lóc đẩy luôn nhá các bác nhá. Rất kinh khủng. Với dòng biến áp mà cực khỏe này thì nó mới chạy được 4 kênh. Nên là các bác cứ yên tâm sử dụng. Và nó là bằng nguồn đồng xịn nhá. Rất chất lượng. Và với vỉ tụ lọc nguồn 1 2 4 này, 4 4 16, 16 16 tụ lọc nguồn của một kênh nhá, của hai kênh bên này. Nó là hai vỉ tụ lọc nguồn. Nên là nó rất kinh khủng luôn. Và với phần tín hiệu đường vào của nó thì nó là vì mạch linh kiện dán, nên là nó được tinh lọc, và khi các bác đưa tín hiệu vào là nó rất chuẩn, rất sang tiếng nhé, rất chất lượng luôn. Và với 4 quạt gió để làm đủ độ mát của phần công suất khi các bác chạy công suất tới đây, thì khi chạy 4 quạt gió này thì nó làm thông gió, lưu thông gió rất tốt nhá, kinh khủng luôn. Quạt gió này lên đến bằng lóc luôn, nên là quạt gió này quạt gió 12, bình thường quạt gió kia nó chỉ là 10 thôi, quạt gió này nó to hơn nhiều và nó chạy công suất quạt gió nó cũng quay lưu thông gió cực tốt luôn. Với phần tín hiệu vỉ mạch vào cũng đầy đủ các tín hiệu các ngõ vào cho các bác nhé, đủ hết. Các bác có thể cắm một cổng nó vẫn ra được hai kênh, và các bác gạt công tắc thì các bác có thể gạt chạy độc lập từng kênh một. Nếu mà bác nào mà dùng vang mà nó chỉ có chế độ một là chế độ hai đường ra thôi, thì bác chỉ cần cắm hai đường này thì nó vẫn chạy ra được bốn loa, bốn kênh đều điều chỉnh độc lập được, nhưng mà chỉ cần hai ngõ vào. Và các bác chạy riêng từng một kênh loa, hai kênh loa lời này, một kênh center và một kênh súp, nó vẫn chạy, các bác muốn chạy kiểu gì nó cũng đều rất ok. Và với phần dây nguồn của chiếc cục đẩy này thì nó kinh khủng rồi, nó to bằng đúng rồi, to bằng ngón tay trỏ của em, dây rất kinh khủng luôn. Hàng xịn của hãng thì họ làm rất là tuyệt vời. Với dòng sò này thì nhìn các bác nhìn rất khôn nhá, MP ML 152, tùy từng chỗ họ lắp sò, nên là nó cũng, thông số của sò thì nó do hãng thôi. Ở đây nó có cả những con này là con bù áp, rất nhiều sò bù áp nhé, rất chất lượng. Và các bác muốn sở hữu những chiếc cục đẩy này thì nó chỉ có giá vào 10 triệu hơn một chút thôi nhé, thì giá của sản phẩm này nó cũng rất vừa tiền. Bác nào mà thích sự uy lực của những dòng đẩy công suất lớn thì các bác cứ liên hệ với em để được sở hữu những chiếc cục đẩy này. Thì các bác liên hệ em qua số điện thoại 0963 101 38 hoặc 0962 355 39, bên em sẽ giao hàng và ship hàng cho các bác trên khắp mọi miền tổ quốc. Và giờ đây em xin phép dừng video tại đây. Xin chào và hẹn gặp lại các bác ở những video tiếp theo.